Xin chào tất cả các anh em. Bây giờ là đã 12 giờ khuya. Mình mới hoàn thành công việc chăm sóc cái cảnh xong. Và hôm nay mình có một cái cập nhật mới muốn giới thiệu tới tất cả các anh em. Ở nhà mình có nuôi khoảng 20 con gà chọi. Với lại hàng xóm kế bên có nuôi một chuồng gà. Nên mặc dù ở Sài Gòn nhưng mà cái việc gà gáy suốt đêm là cái chuyện xảy ra ở nhà mình. Ok, bây giờ mình bắt đầu vào nội dung chính. Ở trong clip trước thì mình có giới thiệu tới các anh em về cách mình trữ chuồng chỉ để chuồng chỉ sống lâu và mình có cá đủ ăn trong một khoảng thời gian dài. Thì hôm nay cũng với cách đó, mình làm lại với cái mô hình lớn hơn một chút, mình nâng cao level của mình lên. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tới các anh em. Vừa rồi các anh em trong lúc mình đang nói chuyện thì các anh em nghe tiếng nước róc rách, thì đó là cái motor công suất lớn mình mới lắp đặt cho cái dàn trữ chuồng chỉ của mình. Bây giờ mình bắt đầu vào nội dung chính nha. Giờ xin giới thiệu, đây là cái khay chuồng chỉ mới của mình. Từ cái khay 34 mình chuyển sang khay 46. Đây là cái khay nhựa trồng hoa mua ở tiệm cá cảnh. Hôm nay thì các bạn thấy cái dòng nước của mình tưới cho chuồng chỉ rất là mạnh. Bởi vì mình muốn trữ thêm được nhiều chuồng chỉ nên mình mới sử dụng cái khay lớn hơn. Bởi vì chuồng chỉ ở trong Sài Gòn thì thấy không phải lúc nào mua cũng có. Nên lúc nào chuồng tươi sạch thì mình sẽ mua nhiều hơn để mình trữ cho những cái đàn cá mới lớn lên của mình, đảm bảo lúc nào cũng có chuồng chỉ. Mình không cho ăn hoàn toàn bằng chuồng chỉ mà mình sẽ kết hợp cho ăn với cám trộn và các loại cám khác. Bởi vì cám thì mình có bổ sung thêm vitamin và các khoáng chất để giúp cá lên vây lên vẫy, ví dụ như tảo, vitamin tổng hợp, men tiêu hóa và men vi sinh vào cám trộn để giúp cho cá ăn tiêu hóa tốt hơn và tốt cho cái hệ vi sinh ở trong hồ nữa. Còn chuồng chỉ thì mình cho ăn giống như là bữa chay bữa thịt để cho nó có đầy đủ chất dinh dưỡng vậy đó. Thì ở đây là cái khay trên mình chứa chuồng chỉ, nước từ dưới bơm lên. Thì mình sẽ giới thiệu ở phía dưới mình setup như thế nào để cho nước bơm lên và tưới chuồng chỉ ở trên khay trên này nó đạt được hiệu quả. Đây là ngăn lắng ở dưới của mình. Mình cũng sử dụng cái khay 46 này để chứa nước từ khay trên chảy xuống. Các bạn thấy một cái rổ, xung quanh cái rổ này thì mình có quấn xốp để cho nó nổi lên. Những cái bông lọc này mình để vào để cho những cái cặn bẩn chuồng chỉ mới mua về, hoặc là chuồng chỉ khi có vấn đề gì đó thì nó chết, nó sẽ trôi xuống đây và nó giữ lại trong cái rổ này. Nó giúp cho cái nước dơ không bị bơm lên lại khay trên. Nó sẽ giúp nước sạch hơn và chuồng chỉ sống khỏe hơn. Ở trong hồ thì mình có đặt một cái cục than tổ ong rất là to. Cục than này lấy từ tiệm hủ tiếu. Tiếp theo là cái motor bơm nước. Đây là cái motor bơm nước Atman.
Công suất thì mình cũng không có nhớ lắm, đâu khoảng là 30W. Mình lập ngược cái miệng bơm nó lên để cho nó có thể hút được cái phần nước sạch nằm ở phía trên của cái khay lắng này. Rồi bây giờ mình nhìn tổng thể lại cái khay lắng của mình. Thứ nhất là cái rổ bông lọc để giữ những chất cặn dơ từ trên khay chứa trùng chỉ chảy xuống. Thứ hai là cái cục than đá, là cái giá thể để đảm bảo vi sinh ở trong hồ trùng chỉ nó ổn định. Thứ ba là cái bơm tạo dòng, nó hút nước từ cái khe lắng bên dưới và bơm lên trên. Mình có đi đường ống đi lên phía trên và bơm lại trên cái hồ chứa trùng chỉ. Với cái tốc độ bơm và cái áp lực nước như thế này thì mình không cần phải sủi thêm oxy cho cá nữa, bởi vì cái lượng nước tưới như thế này thì nó sẽ giúp cái nước chứa trùng chỉ hòa tan oxy rất là tốt. Bên cạnh đó thì những cái trùng chỉ mà nó bị dơ hay là nó nhả cặn ra, những con yếu yếu nó sẽ nổi lên trên, hay là khi mà mình lật trùng chỉ lên như thế này, những cái cặn bẩn ở trong trùng chỉ nó sẽ bị nổi lên trên và cuốn theo cái dòng nước đó đi xuống dưới để chảy vào cái rổ bông lọc. Từ bữa giờ mình bận nên mình chưa có setup cái trùng chỉ, nên trùng chỉ mình chứa hai hôm nay nó cũng bị hao hụt đi phần nào đó, nên hôm nay dù về nhà rất là muộn rồi nhưng mà mình cũng cố gắng mình làm cho nó xong cái này. Ngày mai là chủ nhật rồi, mình cho cá ăn thả cửa một bữa cho nó mập mặt của nó. À quên, có một cái chi tiết quan trọng nữa là cái thùng màu xanh này. Đây là cái thùng chứa nước cấp cho trùng chỉ. Cái nước mình sử dụng trong cái hồ này là nước từ các hồ cá cũ thải ra, mình đổ vào trong này. Trong này mình có để vài cục than tổ ong để cho nó lắng cặn xuống dưới. Sau đó mình sẽ truyền một cái van nước để cấp vào cái khay lắng của trùng chỉ. Đây là cái van cấp, mình cấp nước nhẹ nhẹ thôi, với cái lưu lượng rất là nhỏ nhưng mà nó rất là có ý nghĩa. Nó làm nước trùng chỉ mới liên tục. Khi mà trùng chỉ được thay nước hay là nước được làm mới liên tục thì trùng chỉ rất là khỏe. Với cái cách này nhưng mà với cái cách này mình đã làm với quy mô nhỏ hơn, như clip trước mình đã giới thiệu cho các bạn thì cảm thấy trùng chỉ sống được rất là lâu và mình có thể cho cá của mình ăn được trong hơn một tuần. Trùng chỉ rất là ít chết, thường là trùng chỉ chết khi mà mình ngưng cấp nước sạch vào ngưng cấp nước thêm vào trong hồ. Tại vì mình cấp nước thêm vào trong hồ rồi, nhưng mà khi mình đi làm thì ở nhà mẹ hay vợ của mình sợ tốn nước quá, khóa van lại luôn, nên tối về mình thấy trùng chỉ nó lại chết. Chuyện này cũng rất là bình thường, tại vì lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, có nói rồi cũng vậy nên thôi, cũng không có sao. Nhưng mà
khi mà mình cũng đã thử qua rất là nhiều cách trữ chuồng chỉ, mình có tham khảo trên mạng của các anh em chia sẻ và mình áp dụng vào cái cách mình trữ chuồng chỉ ở nhà, thì mình cảm thấy đây là cái cách rất là hiệu quả. Cái lượng nước mình cấp thêm vào chuồng chỉ là cái nước từ hồ cá cũ thải ra, nên cảm thấy cũng không có tốn nước. Thôi mình xin kết thúc video ở đây. Xem lại những con chuồng chỉ của mình. Lúc nãy nó đen thui à, nhưng mà bây giờ nó đã tươi đỏ trở lại rồi. Mình cho vào những cái khay như thế này để chuồng chỉ nó không có chạy lung tung ở trong hồ, sợ nó bị đi vào cái đường ống xả xuống dưới, nó nghẹt đường ống luôn và nước nó tràn ra ngoài bên ngoài. Mỗi lần thỉnh thoảng có mẹ mình ở nhà thì mình nhờ mẹ mình lật qua lật lại, để cho nếu mà chuồng chỉ có bị chết thì những cái con chuồng chỉ chết sẽ bị trôi đi. Có một cái điều bất tiện khi mình trữ chuồng chỉ theo cách này là rất là ồn, giống như ở suối, giống như ở thác nước vậy đó. Thôi mình khuya rồi, mình xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy cái cách nào hay và hiệu quả hơn thì vui lòng comment ở bên dưới. Nếu mà mình cũng sẽ thử nghiên cứu xem còn cách nào tốt hơn để trữ hay không, và mình cũng sẽ làm các clip để chia sẻ cho các bạn cách mà mình trữ chuồng chỉ sống thiệt là khỏe, để cho cái đàn cá thân yêu của mình ăn mau ăn khỏe chóng lớn. Thôi xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn ngủ ngon.